Sáng nay, nhà trưng bày Hoàng Sa, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, tổ chức lễ tiếp nhận bộ phim tài liệu Việt Nam, Tổ quốc nhìn từ biển, do hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân trao tặng. Bộ phim tài liệu Việt Nam, Tổ quốc nhìn từ biển bao gồm 40 tập, với thời lượng 25 đến 30 phút một tập, do hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân thực hiện sản xuất hoàn toàn từ nguồn kinh phí xã hội hóa, là sản phẩm có ý nghĩa sâu sắc toàn diện về biển đảo Việt Nam, có nhiều tư liệu quý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung, Nội dung phim chia làm 3 phần, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển và đời sống văn hóa biển đảo, trong đó có 8 tập phim quay tư liệu và phỏng vấn tại nhà trưng bày Hoàng Sa. Đại diện hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân mong muốn bộ phim sẽ góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu tại nhà trưng bày, từ đó tập sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cho đông đảo người dân, công chúng trong và ngoài nước.